Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và khỏi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, Tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diệt nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chương biên tập bình minh thời gian Ngày 22 tháng 8 năm 2011, địa điểm Phật đà giáo dục hiệp hội Hồng cương tập 553. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 718 Hàng thứ bảy từ dưới lên Bắt đầu xem từ câu sau cùng Như Tông Yếu nói ở đây nói về Phật trí câu này là mục tiêu chung còn bốn câu sau mỗi câu đều hiện rõ bốn trí bất khả tư nghị trí là thanh sở tác trí thành là thành tựu, thành tựu sự tác trí tuệ, thành sự tác trí là chuyện tiền ngũ thức, mà thành tựu tiền ngũ thức là năm thức mắt, tay, mũi, lưỡi, thân. Năm thức này chuyển trên mặt quả Năm thức trước và thức thứ tám là chuyển trên mặt quả Quan trọng nhất là thức thứ sáu và thứ bảy Thức thứ sáu và bảy chuyển trên nhân Bắt đầu chuyển từ đâu? Từ thức thứ sáu và thứ bảy Thức thứ bảy chuyển như thế nào? Không chập trước Là chuyển thức thứ bảy Không phân biệt là chuyển thức thứ sáu nên nhất định phải hạ thủ từ thức thứ bảy Trí này có thể làm gì không thể nghĩ bàn Việc là sự nghiệp Ở đây đưa ra một ví dụ Ví như Trì danh niệm Phật Chúng ta niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật Hoặc là niệm câu A Di Đà Phật Dính Diễn diễn Diệt trừ trọng tội nhiều kiếp Câu Phật hiệu này có năng lực lớn đến thế ư Thật vậy Tùy tiện niệm một câu Cũng quá thật Sức mạnh này Không xuất hiện ngay bây giờ Quý vị nghe được một niệm này Hoặc tự mình niệm câu này Tự mình niệm câu này Sức mạnh càng lớn hơn So với nghe được Bất luận là có tâm hay vô tâm Đến nghe thị Nhìn thấy tượng của Phật A-di-đà Nhìn thấy danh hiệu mấy chữ của Phật A-di-đà Bất luận là nghe hay thấy Vậy là một khi đã nghe qua tai Nhìn thấy là lướt qua mắt Chủng tử a la gia vĩnh viễn không mất đi Chỉ là duyên chưa thành thuộc Duyên là gì? Ta không tin thật Không phát nguyện Không thật sự dùng tâm để niệm Đây gọi là duyên không thành thuộc Nếu như duyên đã thành thuộc Tác dụng đó rất lớn Duyên thành thuộc Nhất niệm xưng danh Quả đúng như trong kinh nói có thể tiêu tội nghiệp sanh tử Trong tám mươi ức kiếp đến Diễn diễn đoạn vì tội nặng Trong nhiều kiếp à, Niệm Phật như có... vậy Như ở trước chúng ta đã đề cập đến Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra Không có dòng niệm nào cả Có được hiệu quả này Quý vị muốn hỏi gì sao Trong này có đạo lý Trong kinh Đức Phật thường nói Chúng ta nghe rất quen tai Nhưng không hiểu ý nghĩa câu niệm Phật Đức Phật nói tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Trong tâm chúng ta nghĩ điều gì phàm phu khởi tâm động niệm đều là tự tư tự lợi nghĩ hỏi, điều gì tài sắc danh thượng thùy ngũ dục lục trần người xưa thường nói thất tình ngũ dục nghĩ đến những điều này những dục vọng Dục vọng tất nhiên Dẫn khởi tập khí phiền não của quý vị Đầu tiên là bốn phiền não lớn Nhất định cùng khởi lên Ngã kiến chính là tự tư tự, tự lợi à, Tiếp theo là tham, tham sân suy mạng Đều khởi lên là... Những thứ này dẫn dắt quý vị đi về đâu Phật Pháp nói Luân hồi lục đạo có hai loại nghiệp lực Thứ nhất là dẫn nghiệp Dẫn dắt quý vị đến cõi nào đó để đầu thai Là loại nghiệp lực này Sức mạnh nào lớn nhất Thì đến đó trước Nếu sức mạnh của tham mạnh Sẽ dẫn dắt quý vị vào đường ngạ quỷ Tham tâm biến ngạ quỷ Sức mạnh của sân núi mạnh Dẫn quý vị đến đường địa ngục Sức mạnh ngô Suy mạnh Dẫn quý vị vào đường súc sanh Không phải là việc tốt Đến đường nào Không phải do ai đó quyết định không ai có quyền lực này Diêm dương không có quyền lực này Thiên dương cũng không có quyền lực này Hoàn toàn là tự làm tự chịu Là do nghiệp lực chúng ta tạo dẫn dắt mình đi Ta không thể trách bất cứ ai Đời này chúng ta được thân người Coi như là không tệ Nghiệp lực nào dẫn dắt chúng ta đến cõi người Trong Phật Pháp nói ngũ giới thập thiện Cởi tâm động niệm Không quên ngũ giới thập thiện Mọi lúc mọi nơi Bất luận là Quân cảnh hay nghịch cảnh Thiện duyên hay ác duyên Ý niệm vừa khởi lên là nghĩ đến ngủ giới thập thiện Tuyệt đối không làm mười điều ác Chỉ là mười điều thiện Như vậy không bị mất thân người Người xưa gọi là dựa vào lương tâm ngay trong đời này bất luận là xử sự, sự đối nhân tiếp vật đều có thể dựa vào lương tâm không làm những việc xấu đời sau vẫn được thân người hay nói cách khác trong đời quá khứ chúng ta tu những pháp này nên lần này được quả báo được thân người thân người khó được nay chúng ta đã được Đứa thân người đáng quý nhất của thân người là được nghe Phật Pháp. Trong đời này chúng ta lại được nghe Phật Pháp. Quá thật là quá may mắn. Có duyên nghe Phật Pháp. Đây cũng là quá nhân. Trong đời quá khứ từng học Phật Pháp. À Cúng dường tam bảo Yêu thích kinh giả Nên đời này mới gặp được Sau khi gặp được Có thể thành tựu chăng Điều này có thể quyết định Ngay trong đời này Nhân duyên trong đời quá đời khứ Bây giờ chúng ta đều đã thực hiện à, Đời này phải à, nỗ lực tiến lên à, Gặp được Phật Pháp là... Có thể tin Có thể hiểu Gọi là có thiện căn Thiện căn rất sâu dày Y à, giáo kháng. phụng hành Thật sự phát nguyện giảng sanh tình độ ở sự niệm a di đà Phật Có thể buông bỏ những tập khí không tốt Của dục vọng Đây gọi là có phước báo Trong kinh di đà nói Không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên Mà được sanh về nước này Như vậy thiện căn chúng ta rất dày Chúng ta gặp được có thể tin Có thể lý giải Ta thật sự phát nguyện Không muốn tiếp tục trôi lăn Trong luân hồi lục đạo Trong đời này Ta muốn đến thế giới cực lạ Chính là ý niệm này Các ý niệm khác đều buông bỏ Dứt bỏ tất cả Tôi chỉ đi trên con đường này Phước ừ, đức nhân duyên này không thể nghĩ bàn vì sao vậy? Vì chắc chắn quý vị thành Phật Như Đại sư Thiện Đạo nói Pháp môn tịnh độ giảng người tu giảng người đi Không sót người nào Cơ hội này phải nắm chắc Đời này chúng ta thành tựu công đức viên mạng Đây gọi là Thành sở tá trí Quả báo thù thắng này Có thể sanh quả báo thù thắng Ở thế giới bên ngoài do những việc như vậy Đây là không thể nghĩ bàn thứ, thứ hai là bất khả xưng Bất khả xưng trí Là diệu quan sát trí Xưng là xưng tán Không thể xưng tán Đây là thức thứ sáu Trí này quan sát bất khả xưng cảnh Vô lượng vô biên cảnh giới Đây là bất khả xưng cảnh Ở đây cũng đưa ra một ví dụ Tất cả Pháp như huyện như mộng Phi hữu phi vô Ly ngôn tuyệt lời Không đuổi theo lời nói mới có thể xưng lượng Nên gọi là bất khả xưng trí điều này quả thật không dễ nếu không đọc kinh đại thừa chắc chắn không biết được sẽ coi tất cả pháp là thật cho rằng là có thật tất cả pháp này bao gồm cả thế giới cực lạ bao gồm cõi nước của tất cả như lai trong mười phương không có ngoại lệ à, Trong Kim Kim Càng nói tam sở, sở hữu tướng giai thị, thị hư vọng à, Hiện nay vấn đề này Chúng ta hiểu rõ ràng minh bạch Ở sự hiểu rõ ràng minh bạch Như vậy thì cần phải buông bỏ Bây giờ vẫn chưa buông bỏ Nghĩa là chưa rõ ràng hoàn toàn Không, không buông được à, Chính rồi. là Bản tính bản nghi Thật sự tính, tính không có nghi hoặc nhất định buồn bỏ à, Cho xin. nên Đối thoại của Đức Thế Tôn và Bồ Tát Di Lạc Vô cùng quan trọng Chúng ta phải thường nhớ đến Tốt nhất là mỗi ngày đọc một lần Kinh gian không dài Rất dễ nhớ Không cần nhìn kinh cũng có thể tụng Đức Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc Tâm quả mấy niệm Đây chính là người phàm khởi một ý niệm Mấy niệm Mấy tướng Mấy thức Đức Phật đã hỏi như vậy Bồ Tát Di Lặc đáp Một khẩy móng tay có 32 ước 100 ngàn niệm. niệm 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 thành hình Hình đều có thức Niệm đến đây là đủ Mấy câu này nói với chúng ta điều gì Nói với chúng ta tất cả pháp như huyễn như mộng Phi hữu phi vô Đối thoại của Thế Tôn và Di Lặc Bồ Tát Giải thích hai câu này Có thể nói là cứu cánh viên mạng Vì sao như huyễn Vì sao như mộng Vì sao phi hữu Vì sao phi vô Trong một khảy móng tay Có 32 ước trăm ngàn niệm Bao nhiêu ý niệm một khẩy móng tay có 320 triệu niệm một giây chúng ta khả nhanh cũng được 5 lần Nếu lấy một giây làm đơn vị Là 1.600 triệu Một giây Là 1.600 triệu lần sanh diệt Mỗi sanh diệt Đều có hiện tượng vật chất Đức Thế Tôn hỏi mấy tướng Chính là hiện tượng vật chất à, Bồ Tát Di Lạc nói niệm niệm, niệm thành hình Hình chính là hiện tượng vật chất Chính là tướng Hình đều có thức Thức là gì? Họ tưởng hành thức mỗi Cơ hiện tượng vật chất đều có thọ, thọ tưởng hành thức. thức, mỗi niệm đều độc lập, niệm, niệm niệm không tương đồng. Phạm phu không biết phu sự không biết thật này. Những gì Phạm phu thấy được, nghe được, tiếp xúc được, chính là hiện tượng sinh ra từ tưởng thương, tương thương tự tương tục. Như huyển như mộng Phi hữu phi vô Hay như là có Trên thực tế không có Trong giáo lý Đại Thừa Đức Phật thường nói Đương thể tức không liệu bất khả đắc Trong Kinh Đại Bác Nhã nói Tất cả Pháp vô sở hữu Tất cánh không bất khả đắc Tất cả Pháp này Bao gồm quẩy Thật báo tra nghiêm của chư Phật Như Lai Không có ngoại lệ Cho nên ly ngôn tuyệt lự Quý vị không nói ra được Quý vị cũng không cần nghĩ đến nó Đoạn tuyệt suy nghĩ là không cần tư duy đến nó Không cần giải thuyết về nó người thế gian không rời ngôn ngữ ngôn ngữ đối với nó không có năng lực ngôn ngữ nói ra không được tư tưởng thì sao tư tưởng cũng không nghĩ ra được nên gọi là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt đây gọi là bất khả xưng trí Đái thừa quản trí Là bình đẳng tánh trí Đây là đệ thất mạc mạc thức Trí này trọng độ Không giống tiểu thừa Gọi là vô vô ngã Nên gọi là không có ngã Không có ngã Nên gọi là Vô đẳng nhịp Đáng nhiếp là gì? Tất cả đều bình đẳng nhiếp thọ Lấy đồng thể trí lực Phổ độ vô biên hữu tình Đều khiến cùng đến vô thượng bồ đề Gọi là đại thừa trí lớn Cảnh giới này không thể nghĩ bài Thực tế mà nói Nó đã đánh tan tâm ích kỷ Của chúng ta Đánh tan cái ngã Mạc na thứ chính là chấp trước cái tà Nó là nguồn gốc tạo ra Các tội bất thiện trong lục đạo Nên Nhiễm ô trong tám thức Nghiêm trọng nhất chính là điều này Gọi là ý nhiễm ô Nhiễm ô này chính là tự tư tự, tự lợi Cho trí này là chuyển mạc na thành bình đẳng tan trí trí tuệ này có thể rộng độ hết thảy chúng sanh tâm lượng rất lớn đây là tâm lượng vốn có của chúng ta Tâm bao thái hư Lượng châu xa dữ Cho nên nó không giống tiểu thừa Tiểu thừa tâm lượng không lớn như vậy Tiểu thừa tuy đập phá thân tướng Nhưng chưa phá ngã kiến Cũng chính là nói Chỉ phá được một phần của thức thứ bảy Không chấp trước thân này là ta Chấp trước cái gì là ta Linh tánh là ta Chấp, chấp trước như vậy Chấp, đơn, chấp đơn, trước là mê Chứ đơn, gì nhất định phải biết điều này Trí tuệ đơn, là gì Mê đơn. là gì Có đơn, chấp đơn. trước là mê Không chấp Không trước đơn, chính đơn, là trí tuệ đơn, Không chấp trước đơn, chính là bình đẳng thanh trị Làm đơn, sao biết được đơn, Mạc na thức của chúng ta đã phá Đã chuyển thức thành trí Quan sát sâu trong nội tâm Ta không còn chính mình nữa Tất cả dạng giờ khắp biến pháp giới hư không giới Và chính mình là nhất thể Quý vị đã giác ngộ Đối đại với tất cả chúng sanh như đối đại với chính mình Nhất định không có phân biệt Gọi là khai ngộ Nếu còn phân biệt là chưa khai ngộ Cho nên thật sự Chuyển mạc na thành bình đẳng tánh trị Là du vô ngã À, du cái là chỉ hoạt động Trong à, hoạt động này không có cái ta Ủa. Vô ngã nên gọi là không có ta à, Không hả? có cái ta Ngô Ta, ta ở đâu? Nó thể dạng Pháp đều là ta à, Phải biết điều này Môn hóa sự hóa môn giờ gặp biến Pháp dạc, giới hư không giới Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Tâm là chân tâm của mình Thức là a lại gia của mình Ngoài tâm không có Pháp Ngoài Pháp không có tâm giống như nằm mộng vậy chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng sau khi tỉnh mộng vẫn nhớ rõ ràng cảnh tượng trong mộng dù tất cả cảnh giới trong mộng đã không còn Nếu trong mộng giác ngộ Có thể đại hành Bồ Tát Đạo Trọng độ chúng sanh Trong mộng vẫn chấp trước mình có thân thể Đó là cảnh giới của phàm phu Không thể làm Phật sự Phật sự là việc giáo hóa chúng sanh Việc giúp chúng sanh giác ngộ Gọi là Phật sự Cái giúp Phật sự Chính là việc luân hồi Không phải làm Phật sự thì làm việc luân hồi Việc luân hồi chính là tạo nghiệp luân hồi Tạo nghiệp luân hồi là diễn diễn không thoát ly luân hồi trong luân hồi là kết oán Kết duyên với tất cả chúng sanh Thiện là kết duyên Ác là kết oán Oan oan tương bằng Đời đời kiếp kiếp không bao giờ dứt Đúng là khổ không thể nói hết Bởi vậy người giác ngộ không làm những việc này Trước đây không biết nên làm những điều ngu ngốc này Bây giờ không còn làm nữa Nói bản thân không làm nữa Chính bản thân mình không chắc chắn lắm Nhưng họ lại làm trong vô ý Đây là do nguyên nhân gì? Tập khí quá nặng Sống trong lục đạo thời gian quá dài Bị nhiễm rất nhiều tập khi không tốt Những tập khí này đang thao túng chúng ta Trong Phật Pháp gọi là Tập khí này là ma trong kinh bát đại nhân giác nói đến bốn loại ma Trong bốn loại ma này Tiền phức nhất là Ma ngủ ấm Hoàn toàn là bản thân Ngủ ấm là gì? Thân thể này sắc thọ tưởng hành thức Thành tựu thân thể này Sắc là nhục thân Thọ là ta có cảm thọ Ở bên trong Nghiệp tập chủng tử trong a la gia thực khiến quý vị có cảm thọ về khổ vui cảnh giới bên ngoài hoàn cảnh nhân sự cảnh giới của hoàn cảnh vật chất đều có thể khiến quý vị cảm thọ về khổ vui lo thích quý vị sẽ có phản ứng đối với những cảm thọ này Quẩn tâm mình Thì sanh quan hỷ Tham luyện Không quẩn tâm liền khởi oán hận Đây là tạo nghiệp Là bản thân ta không thể không chế được Khởi tâm động niệm chính là tạo nghiệp Thân tâm tạo tác Sức mạnh này của nghiệp này càng lớn Thì khỏi luân hồi lục đạo là muôn vàng khó khăn Thông thường mà nói Người muốn thoát ly luân hồi lục đạo Nhưng họ không làm được Phật Pháp về chúng ta tu hành Dạy chúng ta đoạn phiền não Đoạn tận kiến hoạt Của 88 phẩm trong tam giới Chúng ta mới nhập môn Nhập môn này Hiện nay suốt đời chúng ta cũng không làm được Ở sau càng không cần nói Phải đoạn tận kiến tư phiền não Mới có thể vượt thoát luân hồi Đoạn tận kiến tư phiền não là a la hán Trong Đại Thừa Kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát của Thập Tín Vị Đại Thừa Đến Đệ Thực Tín Mới thoát ly luân hồi lục đạo Lục tính Vẫn còn tu hành ở quảy trời sắc giới Chưa thoát ra được Quý vị nói điều này khó biết bao Chính là vì sự thật này Nên Đức Phật đặc biệt giới thiệu Pháp môn tịnh độ cho chúng ta Giới thiệu thế giới cực lạc của Phật A-di-đà Như vậy chúng ta mới được cứu vì sao vậy? Vì thế giới cực lạc của đới nghiệp giảng sanh Chúng ta chưa đoạn tập khí tiền nào Vẫn có thể đến được đó Mô phẩm chưa đoạn cũng có thể đến đó Công đức lợi ích này không thể nghĩ bàn Nhưng Đức Phật nói rất rõ ràng có thể đới nghiệp nhưng nhất định phải không chỉ nó không cần đoạn nhưng nhất định phải không chỉ đây chính là nói chỉ mang nghiệp cũ không mang nghiệp hiện hành bây giờ quý vị vẫn đang tạo nghiệp nghiệp này không mang theo được Tạo trong quá khứ Tạo ngày hôm qua Có thể mang theo Hôm nay tạo không thể mang theo bởi thì hôm nay Hôm nay tôi không tạo nữa Được Hôm nay không tạo thì được Nhưng không tạo không được Ý niệm không đoạn Tịnh tông có một phương pháp tuyệt diệu Vậy quý vị tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp Phật A-di-đà Quý vị chỉ nghĩ đến Phật A-di-đà Chỉ niệm Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra Không nghĩ đến bất cứ điều gì Không niệm đến bất cứ điều gì Phương pháp này được Phương pháp này quả thật Người người đều có thể làm được Người người đều có điều kiện giảng sanh thế giới cực lạc Không có cái ta nên gọi là vô đẳng nhiếp Đẳng là bình đẳng Nhiếp là nhiếp thọ Chiếm dẫn Phật A Di Đà chuyển bác thức thành tứ trí chuyển mạc na thức thành bình đẳng tánh trí trong kinh này nói đại thừa trí lớn chính là bình đẳng tánh trí cho nên phật a di đà đối đãi với tất cả chúng sanh là đối đãi bình đẳng Không hề nói thích cái này Ghét cái kia Không có Quý vị ngày ngày niệm Phật Ngài thích quý vị Ngày ngày tạo ngũ nghịch thập á Bây giờ quay đầu Không còn tạo nữa Phật A-di-đà vẫn thích quý vị Giống nhau Chắc chắn không có gì khác Hiện nay tiếp tục tạo Như vậy thì không còn cách nào Nói cách khác Có thể giảng sanh về thế giới cực lạc chăng Quyền này không ở trong tay Phật Di Đà Mà trong tay chúng ta Chúng ta thật sự muốn đi Thật sự muốn bỏ tập khí phiền não Nhất tâm chuyên niệm Phật A Di Đà Ngài nhất định đến tiếp dẫn Ai gọi Ngài đến tiếp dẫn chúng ta Chính chúng ta muốn Ngài đến tiếp dẫn Ngài với chúng ta là nhất thể Cảm ứng Cả đạo, đạo giao không thể nghĩ bàn Chúng ta không nên vẽ ranh giới giữa mình và Phật A-di-đà Đây là tôi, đó là Phật A-di-đà Tập khí phiền não của quý vị vẫn còn ở giữa Điện, không có rành giới à, Ta với Phật A-di-đà là nhất thể Ta với thế giới cực lạc là nhất thể Thị, thị giới thị ta thị. bà ngũ thị. trường á thị Hà. Chúng ta tu hành trong đây rất khó khăn Không, không, khăn. không thể thành tựu hôm nay ta tạm thời buông bỏ thế giới ta bà nhất tâm muốn đến thế giới cực lạ đến thế giới cực lạ không phải để hưởng thụ đến đó là vì thành tựu chính mình thành tựu bằng cách nào phải thành tựu giống như phật a di đà Sau khi thành tựu giống như Phật A-di-đà Bên đẳng nhiếp thọ tất cả chúng sanh Đồng tâm đồng nguyện Đồng đức đồng hạnh với Phật A-di-đà Sức mạnh khi... này Khiến khi lâm chung Được Phật A di đà đến tiếp dẫn Không phải nguyên nhân gì khác Chịu quả báo trong luân hồi lục đạo Tự làm tự chịu Chúng ta dán sang thế giới cực lạc Chiêu cảm được Phật A-di-đà đến tiếp dẫn cũng là nhất niệm tâm của mình Nhất thể với Phật Tương ưng với Phật Ta thông suốt đạo lý Và hiểu rõ Chân tướng sự thật Không còn chút hoài nghi nào nữa Ở dưới hoàng niệm tổ chú giải rất hay quý vị xem hai câu sau cùng lấy đồng thể trí lực này trí ở đây chính là bình đẳng tăng trí chính là trí rộng lớn của đại thừa phật với chúng ta là đồng thể phổ độ vô biên hữu tình ngài có năng lực này không biết có bao nhiêu hữu tình chúng sanh khắp biện pháp giới hư không giới không phải chỉ địa cầu chúng ta Vô lượng vô biên thị giới Chư Phật như Lai Đều đang tuyên dương kinh vô lượng thọ Đều đang khuyên mọi người giảng sanh Thị giới cực lạ Phật A Di Đà Hóa vô lượng vô biên thân tướng Chúng sanh có một ý niệm hy vọng Giáng sanh Phật A Di Đà liền hóa ra một thân Có một quá thân đến tiếp dẫn Đều khiến tất cả cùng đến vô thượng Bồ Đề Đến thế giới Tây Phương cực lạ Nhất định giúp chúng ta Ngay trong đời này Chứng được Quả giác Cứu cánh yên mạng Trong kinh Hoa Nghiêm Gọi là Diệu Giác Trên đẳng giác như này Trong đời này chúng ta gặp được nhân duyên thù thắng như vậy Quá hy hữu Thật hiếm có Đây là Đại thừa quản trí của Phật A-di-đà Bên dưới là trí vô đẳng vô đúng, tối thượng thắng Chính là như lai đại viên cảnh trí Chuyển được thức này Thức này chính là A-lại gia Chúng ta biết Thức thứ bảy, thứ sáu và năm trước đều là từ A-lại gia biến hiện ra A-lại gia lập bổn thức Chuyển bổn thân này Trở về tâm nguyên Nguyên này và nguyên của nguồn gốc là cùng một nghĩa Quý vị thật sự trở về tự tăng Chứng được vô thượng Bồ Đề thành tự cứu dương cánh dương quả phật à, nhất thiết chủng cảnh chủng là chủng chủng à, nhất thiết chủng chủng cảnh giới à, trên đến chư phật như lai tỏ dưới tỏ đến địa ngục tì. a tỳ -tì. à, tình và vô tình, tình. Đây là nhất thiết chủng chủng cảnh giới Không có gì không duyên chiếu Duyên là viên mãn Không sót điều nào Chiếu là chiếu kiến Quán tự tại Bồ Tát Chiếu kiến ngũ uẩn đều là không Dịu giác như lai Chiếu kiến Nhất thiết chủng chủng cảnh giới. Khắp biến pháp giới hư không giới. Trong nhất trí này, trong nhất trí này là chỉ đại viên cảnh trí. có ngủ phù à, thắng năm loại phù thắng như thân giải thoát của nhị thừa cùng chứng à, thân... giải thoát là tự tại. Thanh văn và duyên giá Cũng có thể đạt được Cho nên thanh văn duyên giá Không chuyển thức thành trị à, ở trong tứ thanh Pháp giới Chưa chứng được Pháp thân bát nhã Giải thoát là chứng được một nửa giải thoát Vì sao vậy? Đã đoạn kiến tư phiền não Thọ đối với tất cả sí, Pháp của thế xuất thế gian không còn chấp trước nữa à, Đây sí, là quả sí, tiểu thừa à, Như thị cảnh trí Chánh thị pháp thân Phi bị sở cộng à, Đại viên cảnh trí là Pháp thân Bồ Tát chứng đắc Pháp thân Bồ Tát chuyển bát thức thành tư tri Chuyển a la gia thành đại viên cảnh trị Tiểu thừa chưa đạt được Phi bị sở cộng gọi là vô đẳng Vô đẳng là không tương đồng với nó Đây là điều thù thắng nhất Như ba trí ở trước Ba loại trí ở trước của Đại Viên cảnh Trí Bình đẳng tánh trí Diệu quan sát trí Thanh sở tác trí Đây là tam trùng trí Bồ Tát tìm đắc Dần dần đạt được Đại viên cảnh trí Chỉ có Phật đúng chứng Càng không có loại nào khác Nên gọi là vô luân Vì sao nói vô đẳng vô luân Chuyển A la Gia Thành đại viên cảnh trí Vừa chuyển họ liên thanh Phật Vừa chuyển Bồ Tát liền thoát ly mười Pháp giới nói cách khác mười pháp giới cũng là một giấc mộng a là gia vừa chuyển là thành đại viên cạnh trị hợp pháp giới không còn như tỉnh lại sau giấc mộng tỉnh dậy là cảnh giới gì là cõi thật báo trang nghiêm của như lai nói cách khác cũng là cõi thật báo trang nghiêm của mình hiện tiền Nhất chân phạm giới diện tiền Vì sao vậy? Vì không dùng giọng tâm A à, lại là giọng tâm Đại diện cảnh trí là chân tâm Giọng tâm diễn diễn tách rời Từ đây về sau dùng chân tâm Không dùng giọng tâm Như vậy là thành Phật Phật dùng chân tâm Phàm phu dùng giọng tâm Hợp pháp giới đều là phàm phu Lục đạo là nội phàm Phàm phu bên trong lục đạo Hành văn duyên giác, Bồ Tát Phật là ngoại phàm Phàm phu bên ngoài lục đạo Vì sao là phàm phu Họ dùng a la gia Không dùng đại viên cảnh trí khi lại gia biến thành đại viên cạnh trí Họ sẽ dùng chân tâm Dùng chân tâm Cảnh giới mà a lại gia hiện là 10 pháp giới 10 pháp giới không còn Chân tâm sở hiện là quải thật báo Nên Trong Kim thường nói Pháp thân Bồ Tát ở quải nào Chính là quải thật báo trang nghiêm Trong cõi thật báo trang nghiêm Đều gọi là Bồ Tát A Duy Diệt Trí Cho nên đây là Chỉ có Phật đủ chứng Càng không có loại khác Đây là vô luân Luôn là tương đồng với Ngài Ở đây là không tương đồng Nên gọi là vô luân Vô đẳng vô luân Thường bất tư nghị trí là tối Thường bất khả sinh trí là thượng Rộng hơn đại thừa quản trí là thắng Đây là thắng Thù thắng của thứ ba, thứ tư, thứ năm Nên gọi nó là Vô đẳng, vô luân Tối thượng thắng trí đây là giải thích câu này ai chứng được phật a di đà chứng được đức như lai chứng được mười phương tất cả chư phật đều chứng được mỗi người đều có vô đẳng vô luân tối thượng thăng tri là trí tuệ trong tự tánh của chúng ta trong kinh hoa nghiêm đức phật dạy tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của như lai trí tuệ như lai chính là ở đây nói vô đẳng vô luân tối thượng thăng tri tất cả chúng sanh đều có điều này chúng ta không thể không biết Chúng ta xem tiếp bên dưới Hội sớ lại nói Không hiểu được Phật trí Nghi cái không thể nghĩ bàn của Phật trí Họ hoài nghi đối với những điều trong kinh nói Về trí tuệ của Phật Làm gì có chuyện này Nếu hôm nay quý vị nói với người khác Trí tuệ này Đối với hết thầy Pháp của thế xuất thế gian Không có gì không biết Không có gì không thể Họ nói đây là giả Sao quý vị có thể tin được điều này Sao có thể được Hoàn toàn dùng tri kiến của phàm phu Để đo lường cảnh giới Của Phật Bồ Tát và Thánh Hiền Trong xã hội ngày nay Hiện tượng này vô cùng phổ biến Đối với người học Phật mà nói Đây là chứa ngại nghiêm trọng Nói cách khác Đáng thương họ có thật Nhưng họ thật sự không tin Những gì trong kinh Phật nói toàn là tánh đức. Đức Phật không nói lời giả dạ dối, vì chính ngài đã chứng được. Ngài biết tất cả chúng sanh đều có, chỉ cần tin tưởng thì trí tuệ năng lực có thể khôi phục. Còn như không tin. Mãi mãi không thể khôi phục Quá sức mê muội Vì nghi điều không thể nghĩ bàn của Phật trí Nên không ngộ được sự lớn lao của Như Lai Họ không thể giác ngộ Bản thể tự tánh Năng sanh và pháp Giá pháp từ đầu đến Tự tánh biến hiện ra Niệm Phật giảng sanh Hoàng là kiến lập Trên trí tuệ của Phật Kiến là kiến lập Vô đẳng vô luân Tối thượng thắng trí Của Phật A-di-đà Kiến lập nên thế giới cực lạc Tiếp dẫn chúng sanh Chưa giác ngộ Đến đó để tu hành Khai ngộ Bây giờ quý vị hoài nghi Nghi là gì Không hiểu được trí tuệ của Phật Quý vị hoài nghi không tin Là gì không hiểu được trí tuệ của Phật Bất tư nghĩ trí Trí tuệ của Phật sâu rộng không thể nghĩ lường Nên gọi là bất tư nghị trí Niệm Phật giảng sanh Kiến lập trên bất tư nghị trí Nghị nên gọi là không hiểu bất tư nghị trí Không hiểu bất tư nghị trí của Phật Bất khả xưng trí Là trí tuệ của Phật Chúng nhiều vô lượng Mà sơn thuyết không thể cùng tận Nên gọi là Bất khả xưng trị Niệm Phật giác sanh Thành tựu trên bất khả xưng trị Thành là thành tựu Ý nghi nên gọi là không hiểu bất khả xưng trị Đại thừa quản trí đối với các pháp môn là biết hết cung tận Chính là vừa mới nói Vô sở bất tri Vô sở bất năng nên gọi là Đại Thừa quản Trị à, Niệm Phật Giáng Sanh được cảm ứng Trên Đại Thừa quản Trị Vì nghi Nên gọi là không hiểu Đại Thừa quản Trị Vô đẳng vô luân Tối thượng thắng trí Quả vị rất cao Đây là căn bản Nguồn gốc của tứ chủng trí Bản thể của tứ chủng trí Tứ chủng trí là Tác dụng của vô đẳng vô luân Tối thượng thăng trí Đây gọi là vô đẳng vô luân Tối thượng thăng trí Ngày nay niệm Phật giảng sanh là phát trình vô đẳng vô luân tối thượng thăng trí Nghi gì không hiểu được Vô đẳng vô luân tối thượng thăng trí Bà Thuyết ở trên ba cách nói trên Hổ tương nhau phát huy Trên ảnh sư thuộc lại đơn giản điều cốt yếu của nó Nói một cách rất đơn giản Rất cốt yếu Tông yếu nói rộng về nghĩa của nó Nói rõ ràng Minh bạch về sự lý này Hội sớ quy về tỉnh độ Hoàng niệm tổ Đem ba loại chú giải này Và đều trích dẫn ra đây Nên gọi là tịnh lục Điều này rất khó được Chúng ta xem đoạn kim giang này Xem ba loại chú giải của các bậc tổ sư Đại Đức Nên chú giải này rất hay Chú giải này là Tập Đại Thành các kinh à, luận giải thích đế xưa nay của đế các đế bậc tổ sư trong phần đế chú giải đế này đế chúng ta đều xem được hết tích cực nó có cống hiến vô cùng lớn lao đối với việc đoạn nghi sanh tính của chúng ta Chúng ta không thể không cảm ơn cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Xem tiếp đoạn sau. xin dạy rằng, dùng tâm nghi hoặc, không thể tin trí tuệ của Phật, nên sanh nghi hoặc. Đây đích thực là vấn đề vô cùng nghiêm trọng Nghi có bốn ý Bên dưới là áp dụng rộng Về ý của Đại sư Đàm Loan Nguyên hiệu Tuấn Đê Và áp dụng thêm tinh túy của Đại sư Cảnh Hưng Khái quát đơn giản quá nó bằng văn từ. Xem tiếp bên dưới Đại sư Đàm Loan nói như thế nào Đại sư Nguyên Hiểu nói như thế nào Đại sư Nguyên Hiểu là người Hàn Quốc Tuấn Đế là người Nhật Bản Thêm vào đó là Đại sư Cảnh Hưng Nghe là người Trung Quốc Quý vị xem những bậc tổ sư Đại Đức trong và ngoài nước họ giải thích đối với ngủ chủng trị không tin ngủ chủng trị thì nên tổng kết vấn đề như thế nào thứ nhất không tin bất tư nghị trị Vì ni ni niệm A-di-đà Phật Chưa chắc được dạng sanh cực lạc Không biết bất sư nghị trí Có đại oai lực Không thể tư duy đo lường Mà biết đến được tất thể giảng Pháp đều là Tự lực tha lực Tự nhiếp thà nhịp Thiên biến dạng hóa Vô lượng vô biên Làm an ổn phàm phu Có tình chấp nghi hoặc nghi diệu pháp vô ngại của như lai chúng ta xem đoạn <laughs> bất khả tư nghị trí <laughs> trí tuệ trọng lớn không thể nghĩ bạn vì sao vậy vì tương lương ngôn ngữ của chúng ta nghĩ là nghị luận là ngôn ngữ là có phạm vi có giới hạn trí tuệ không có giới hạn Lấy tư lương có phạm gì Đệ lục ý thức Đức Phật đã nói Năng lực của đệ lục ý thức lớn Lớn đến mức độ nào Đối ngoại Nó duyên định hư không pháp giới Đối nội nó duyên đến a là gia Phạm gì lớn như vậy Các loại trí khác không có năng lực lớn như vậy Nhưng nó không duyên được tự tánh Đây chính là nó có hạng Phạm phu chúng ta Bao gồm 10 pháp giới Trong 10 pháp giới Không chuyển thức thành trí Nói cách khác Chúng ta đều dùng đệ lục ý thức Nên diễn diễn không thể kiên tăng Nếu đã học Phật đối với phật có thể sanh khởi tính tâm à, biết được điều gì phật đã chuyển thức thành trí không còn vọng tâm bác thức là vọng tâm không phải chân tâm ngài không dùng vọng tâm ngài dùng chân tâm chân tâm không có chướng ngại Đồ phá tất cả mọi chứa ngại Trong vọng tâm có chứa ngại Từ chỗ này chúng ta sanh ra nghi vấn Hoài nghi Chỉ là niệm Phật A-di-đà Chưa chắc được sanh tịnh độ. đây chính là không biết năng lượng bất tư nghị trí của phật a di đà lớn chừng nào có thể bảo đảm quý vị giảng sanh quý vị không tin ngài mang theo tôm hoài nghi có niệm chăng dẫn niệm thử xem người này sẽ sanh vào biên địa sanh vào nghi thành nếu họ không tin Cũng không niệm Như vậy không dạng sanh được Tiếp tục trôi lăn trong luân hồi Đối với trí tuệ của Phật Nói Phật có trí tuệ lớn như vậy Chỉ sợ là giả Chắc đều là những lời khen ngợi Không phải thật Đây là gì? Hiểu thiện căng Sẽ có những rắc rối này Bên dưới nói với chúng ta về đạo lý Tất cả dạng Pháp đều là tự lực tha lực Tin Tức hợp Hai sức mạnh sẽ hợp lại Không tin Hai sức mạnh này sẽ phân tán Tự lực là bản thân Tha lực là Phật A-di-đà Có thể dạng Pháp Tự lực là chủ Là nhân chính Tha lực là trợ duyên Phật a Di Đà kiến lập thế giới cực lạc nếu không liên quan đến chúng ta, đến đó sẽ vô cùng khó khăn. Vì sao nói chúng ta đến thế giới cực lạc là quyết định có thể đến? Chúng ta và Phật A Di Đà là nhất thể. thế giới cực lạc do tâm phật a di đà biến hiện ra cũng là tâm ta biến nếu tâm ta không biến làm sao ta đến thế giới cực lạc được ngài đã biến thế giới cực lạc ở đó ta không biến nên không thể đến trong tâm ta cũng biến thành thế giới cực lạc kết hợp này sẽ đi được đạo lý là như vậy điều này không thể không biết vì sao vậy vì tự tánh chỉ có một tướng có sai biệt tánh không sai biệt nghĩ thông suốt đạo lý này nghi hoặc này liền quá dài tướng hai chúng ta khác nhau tánh giống nhau ví dụ chúng ta xem hình ảnh trên tv trong tv có rất nhiều người tôi cũng ở trong đó hình ảnh chính là chân tâm mỗi người chúng ta là giọng tâm giọng tâm không giống nhau chân tâm giống nhau đều là một màn hình biến hiện ra quý vị rời màn hình thì không còn gì cả nên tâm hiện thức biến thì giới cực lạc thì giới ta bà và cái di đà giới ta đều là tâm hiện một tâm thức biến thì sao thức không phải một hiện nay vấn đề là tâm là một thức cũng là một Thức này của chúng ta cũng ở đó phân biệt chấp trước Phật A-di-đà Chấp trước thế giới, giới cực, cực lạ là... Như vậy tôi. chúng ta đã hợp à, Nên tin tôi. là hợp Đã hợp nhất Như vậy sao không thể đi à, Không, không xin... tin như Để vậy là đúng. tách rời Tự nhiếp Hà nhiếp Câu thứ ba Của ba loại chu biến Trong Hoàng Nguyên Quán nói Hàm dung không hữu Chúng ta phải nhất thủ Thế giới cực lạc là... Chúng ta phải nhiếp thọ Phật A-di-đà Phật A-di-đà cũng nhiếp thọ tôi Phật A-di-đà cũng nhiếp thọ, thọ thế giới ta bà Đây là tự nhiếp thà nhiếp Thiên biến dạng quá là xuất sanh vô tận Vô lượng vô biên là chu biến Pháp giới Chúng ta dùng ba loại chùa biển Trong hoàng nguyên quán để xem Kinh văn này Làm an ổn hàng phàm phu Có tình chấp nghi hoặc Đây là nói đến số người không tin Người có hoài nghi Hoài nghi là họ có chứa ngại à. Nghi ngờ Diệu pháp vô ngại của như lai Ngại từ đâu sinh ra Không tin chính là ngại Thành tính chứ ngại sẽ không còn Bên dưới đưa ra một ví dụ nói Nên biết một tấm kính có thể hiện ra dạng tượng Dùng tấm kính Tấm kính này Có thể chiếu soi cảnh giới bên ngoài Xa gần đều ở trong đó Tấm kính này tượng trưng điều gì Có thể dung Có thể nhíp hiển thị tất cả dạng pháp đều là tự lực tha lực kính là tự lực có thể đem tha lực dung nhập vào trong tự lực tự tha không hay ngàn năm tích lũy một ngọn lửa đốt cháy tất cả quý vị đem số củi tích lũy này chất lên một ngọn lửa đốt cháy sạch những gì tích lũy ngàn năm một ngàn năm tích lũy này là gì tội nghiệp tội nghiệp tích lũy từ vô lượng kiếp đến này một ngọn lửa là gì trí tuệ quang minh Quý vị giác ngộ Vừa giác ngộ thì Tội nghiệp hoàn toàn biện mực Không giác ngộ Tội này rất nặng Phải gánh chịu Giác ngộ Tội này không còn Vì sao vậy Vì hết thầy Pháp Đều là không Không có gì là thật Nhưng nếu quý vị mê Quý vị không giác Tội đó sẽ sanh ra tội báo Thật ra tội báo cũng không phải thật là giả Như nằm mộng vậy Quý vị đang thấy ác mộng Trong mộng ta phải chịu khổ Đều là tự làm tự chịu Bên dưới tổng kết Nên trí tâm Nhất niệm xưng danh Hai chữ trí tâm này rất quan trọng Không phải hữu tâm vô ý Không phải điều này Chí tâm là tâm chân thành Chân thành đến tổ cùng Niệm một tiếng A-di-đà Phật Có thể tiêu tội nặng sanh tử Trong 80 ức kiếp Lâm chung thập niệm Tất sanh Có gì lạ đâu Như vậy có gì để hoài nghi đâu Quý vị sẽ tin tưởng Nên lý Nhất định phải hiểu À, bất tư nghị trí Chính là thành sợ bát trí Thứ hai Không tin bất khả sưng trí Bất khả sưng trí Chính là diệu quan sát trí không hiểu thể trí của phật là tuyệt đối đại đối đại chính là đối lập trong trí phật không có đối lập nhất định phải hiểu điều này Ngày nay chúng ta không chuyển đổi được Vì chưa buông bỏ đối lập Có thích, có ghét Đây chính là đối lập Vì sao vậy? Không bình đẳng Trí của phật tuyệt đối đại chúng ta là phật đây là đức thế tôn nói tất cả chúng sanh vốn là phật trí của phật tuyệt đối đại đây là bổn phận của chúng ta Vì sao chúng ta không giác ngộ Vì sao chúng ta vẫn còn đối lập Ly quá tuyệt phi Không có lỗi lầm Cũng không có thị phi Vì sao vậy Đối lập mới có Không đối lập làm gì có tội Làm gì có phi Đại sư Đàm Loan nói Bất khả sơn trí gọi là trí phật tuyệt sưng bất khả xưng lượng không có hình tướng đối đại không có tướng đối đãi phật trị không thể nghĩ bài không thể xưng kể không có đối lập sao lại nói như thế nếu Pháp là có Tức biết có ứng Hóa trị Nếu Pháp là không Cũng biết có ứng Có trị Có biết có trí tuệ Có biết không có trí tuệ nếu Pháp thực sự có Nếu Pháp thực sự vô Các Pháp rời có và không Đây là tất cả Pháp phi hữu phi vô Như vậy phải làm sao? Nên biết các Pháp sâu kín của Phật Tức trí tuyệt tương đẳng Phương pháp của Phật hay Làm sao không sâu kín được Đối với tất cả pháp không khởi tâm không động niệm Lúc này trí tuệ tuyệt đối đẳng Cũng chính là tương đối ý niệm này không còn trong cảnh giới này quý vị có thể nói ra được lời nào chăng Thật sự gọi là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt Quý vị có thể nói ra là tương đối Không phải tương đối không nói ra được Quý vị có thể tưởng tượng là tương đối Có năng tưởng, có sở tưởng Năng sở đều không có Tưởng tưởng cũng không có nên gọi là bất khả tư bất khả nghị dùng trí thủ phật không gọi là biết phật dùng bất trí thủ phật cũng không phải biết phật hai câu này nói rất hay tôi biết đó là phật a di đà nói lời thật vậy quý vị quý vị không biết phật đó không phải phật a di đà quý vị cũng không biết phật vì sao vậy quý vị có phân biệt qua chấp trước trong tâm có hữu có vô Có phi hữu có phi vô Quý vị có những thứ này Đây là gì? Đây là tri thức không phải trí tuệ Dùng phi trí phi bất trí thủ Phật Cũng không biết Phật Dùng phi phi, phi trí phi phi bất trí thủ Phật Cũng không biết Phật Trí Phật rời bốn câu này Rời tứ cú này Tức rời bách phi Trí Phật rời tứ cú Tuyệt bách phi Thể rời đối đại Phật không có tương đối Cũng chính là nói Thật sự chuyện thức thứ bảy sẽ không có đối lập Đối lập không còn nữa Không có đối lập là cảnh giới gì Nhất thể Biện pháp giới hư không giới Và chính mình quả thật là nhất thể Trong nhất thể có tương ưng Có cảm ứng Nên nói bất khả xưng trí Trí này ta không cách nào xưng được Trí không thể xưng Nên công đức niệm Phật cũng không thể xưng Niệm Phật giảng sanh Thành tựu là nhờ bất khả xưng trí Đối với điều này có nghi Gọi là không hiểu bất khả xưng trí Người thật sự học Phật Người thật sự niệm Phật Người thật sự cầu giảng sanh Nhất định phải buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước Buông bỏ Bác nhã vốn đầy đủ trong tự tánh liên hiện tiền Bác nhã vốn đầy đủ Chính là ở đây nói đến năm loại trí Xem tiếp phần thứ ba Thứ ba Không hiểu đại thừa quản trí Nghi Phật không thể thật sự độ tất cả chúng sanh à, Chúng sanh vô lượng, vô biên Phật có thể độ hết chăng? Phật có thể độ hết, hết Vì sao tôi vẫn chưa được độ? Tôi ở Malaysia Từng gặp một vị Ông hoài nghi Phật thật sự có thể độ được chúng sanh Ngài nói Chúng sanh chưa độ tận Ngài sẽ không thành Phật Tôi chưa được độ sau Ngài đã thành Phật rồi Ông hỏi tôi vấn đề này Lại nghi tất cả chúng sanh niệm Phật Há có thể đều được giảng sanh tịnh độ tháng người hoài nghi như vậy rất nhiều Người niệm Phật rất nhiều Người giảng sanh không nhiều Thật ra đối với hai chữ niệm phật quý vị chưa hiểu rõ ràng đây là niệm thật niệm giả niệm thật thì đã giảng sanh niệm giả đương nhiên không thể giảng sanh thật sự niệm trong những buổi giảng dạy chúng tôi thường khuyên mọi người chúng ta thay đổi tâm trong tâm chỉ có phật a di đà ngoài phật a di đà ra đều buông bỏ hết niệm phật như vậy chắc chắn được giảng sanh trong tâm vẫn còn tham sân si mạng nghi dù miệng niệm phật cũng không thể giảng sanh như vậy không gọi là người niệm phật điều kiện giảng sanh thật sự trong kinh nói rất rõ ràng Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh Chân tâm nhất niệm Tâm họ là thanh tịnh Nên họ có cảm ứng Chúng ta một ngày niệm một dạng danh hiệu Niệm mười dạng danh hiệu Nhưng tâm không thanh tịnh Không có cảm ứng Đạo lý chính là như vậy Nghĩ không thể cảm ứng Hạt giống niệm Phật Ở trong A lại gia thức Diễn diện không hư hoại Hơn nữa chủng tử rất nhiều Vì họ niệm Phật nhiều Khi nào duyên thành thuộc Hiện căn này sẽ rất sâu dày Vì quá khứ họ niệm Phật rất nhiều nhân duyên thành thục họ nhất định dạng rằng à, duyên gì họ thật sự có thể buông bỏ à, ngoài phật a di đà Để ra đều buông bỏ hết duyên của họ sẽ thành thục sự việc chính là như vậy nhất tâm chuyên niệm phật a di đà không phải hai tâm ba tâm quý vị ghi nhớ câu này nhất tâm chuyên niệm phật a di đà ngoài phật a di đà ra đừng nghĩ đến điều gì cả cũng đừng nói điều gì cả vì sao vậy phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng quý vị nghĩ đến nó làm gì nói đến nó làm gì tưởng hư vọng không tốt cũng là hư vọng trong kinh Bác nhà nói quá rõ ràng Tất cả Pháp vô sở hữu tất cảnh không bất khả đắc Quý vị nghĩ đến nó làm gì? Nói đến nó làm gì? Nghĩ thì nghĩ Phật A-di-đà Niệm thì niệm Phật A-di-đà Nghĩ thì nghĩ kinh vô lượng thọ Niệm thì niệm kinh vô lượng thọ Như vậy nhất định được giảng sanh Cổ nhân nói giả người tu dạng người đi Không sót người nào bởi vậy không thể không biết vấn đề này à, cho nên à, Phật ái di đà so làm hữu lượng tưởng đối trị nghi ngờ này nên gọi là đại thừa quản trí đại thừa quản trí là phá nghi hoặc này Trí này không có pháp nào không biết Không có phiền não nào không đoạn Không có thiện nào không đầy đủ Không có chúng sanh nào không được độ Trong giáo lý Đại Thừa Đức Phật thường nói Phật không độ người vô duyên Không phải Phật không có năng lực để độ Ngài có năng lực độ hết thảy chúng sanh Thế nào là vô duyên Không tin Không tiếp nhận Không xem kinh Phật Không nghe giảng kinh Hoàn toàn không tin Đây là không có duyên Tuy trong A Lại già có chủng tử nhưng họ không có duyên Vì sao không có duyên? Có lẽ từ nhỏ chưa từng tiếp xúc Vì những gì tiếp xúc từ nhỏ đại khái là những tri thức trái ngược với phật pháp và truyền thống chúng tôi là người từng trải qua nên biết trong nhà không tin tùm giáo Nhưng vẫn tin nhân quả Nhân quả là gì? Nhân quả chỉ là đối người Đối tượng sát đạo chấp vọng đều là người Nhưng vẫn giết súc sanh Đây chính là đối với nhân quả còn thiếu một phần như vậy Tiếp thu giáo dục trong trường Không nói đến những điều này Nói nó là mê tín Những điều này là đế dương Trong thời đại phong kiến Lừa gạt nhân dân Là một thủ đoạn Một thủ đoạn Để ổn định chính quyền Hiện nay đều không cần điểm nên gặp rồi cũng không học Chỉ đi ngang qua cổng chùa nhưng không vào Khi chúng tôi còn trẻ có thái độ như vậy Như tôi và những người giống như tôi rất nhiều Tôi theo thầy Phương là học triết học Không phải học Phật thầy à, dạy cho tôi là triết học cũng không phải phật pháp nhưng phần sau cùng là nói về triết học phật giáo điều này rất đặc biệt một một sau cùng thầy nói với tôi triết học phật giáo là đỉnh cao của triết học trên toàn thế giới thầy là nhà triết học nên xem phật giáo như triết học triết học của phật giáo thầy nghiên cứu và đặc biệt rất yêu thích phần này nên một sau cùng thầy đã giảng cho tôi nghe chúng tôi nghe rất có đạo lý mời sửa đổi được đối với những nhận thức sai lầm trước đây đi ngang qua chùa muốn đi vào xem trước đây không vào có một kiến thức sâu hơn một chút chúng tôi đều thỉnh giáo thầy có thể thảo luận dần dần thấy thích thú nếu không có lần học tập này suốt đời này của chúng tôi đã bỏ lỡ quả nhân duyên này ngay trước mắt Khi chúng tôi đối với Phật giáo Và về sau dần dần đối với tất cả các tôn giáo Đều sanh khởi tâm cung kính Mới biết rằng Những gì trước đây chúng tôi học Chúng tôi nghĩ là hoàn toàn sai Sao có thể nói tất cả Pháp duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Nhưng Pháp này Những người tiếp nhận ảnh hưởng giáo dục khoa học hiện đại Họ không thể tiếp thu Chúng tôi rất hiểu điều này Đặc biệt là giáo dục của Thánh Hiền Giáo dục của Phật Bồ Tát Không có tâm thành kính Sẽ không cách nào khí nhập được Cho dù là xuất gia tu hành Đối với kinh điển Đối với tam bảo không có tâm chân thành cung kính Thì suốt đời cũng không được lợi ích Vì sao vậy? Vì ta chưa đoạn tâm hoài nghi Tuy xuất gia nhưng vẫn còn hoài nghi Chúng ta không cần tìm hiểu nguyên nhân xuất gia Nhưng họ đối với những vấn đề mẫu chốt trong kinh điển vẫn chưa đoạn hết nghi hoặc Lại không có cơ hội thâm nhập kinh tạng Ngày nay chúng ta thật sự hiểu rõ Khi Đức Phật còn tại thế Vì sao Ngài giảng kinh suốt 49 năm Chỉ vì một việc giúp mọi người đoạn nghi sanh tính sau khi đoạn nghi sanh tính đó là mục tiêu thứ hai giúp mọi người phá mê khai ngộ bốn mươi chín năm giảng kinh dạy học chính là vì điều này không có một chút gì là vì lợi ích cho bản thân không có chúng ta biết đến tu đà hoàng đều đã phá thân kiến sao phật còn ngã chấp được không thể a à, la hán đã phá ngã chấp huống gì là phật trong kinh Kim Càng nói tứ kiến Tứ tướng đều phá trừ sạch Tuy là ứng quá thân và pháp thân Thực tế mà nói thì không có gì khác nên cũng quay phật như người bình thường. cho rằng trí tuệ năng lực của ngài đều có giới hạn, như vậy là sai. hữu lượng tức là có hạn lượng đối trị nghi quạt này nên gọi là đại thừa quản trị đây là chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tăng trí trí này không pháp gì không biết không phiền não nào không đoạn không kiện nào không đầy đủ không có chúng sanh nào không độ phải biết trí Phật không có gì không chuyên chở được chuyên chở là ví dụ Chuyên chở tất cả đều nhập vào vô dư Nên gọi là Đại Thừa Chính là vô dư Niết Bàn Những gì chuyển chở không có giới hạn Không có biên tệ Nên gọi là quản trí à, Chuyên chở là giáo hóa chúng sanh Chúng sanh đang mê Giúp chúng sanh phá mê khai ngộ Ngộ Là cảnh giới cao Mê là phạm phu lục đạo Ngộ chính là Phật Bồ Tát Đưa phàm phu vào cảnh giới Phật Bồ Tát Đây gọi là Chuyên trợ à, Chuyên trợ những gì giờ Chuyên trợ tất cả chúng sanh Vì sao vậy Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Tất cả chúng sanh vốn là Phật Cho nên Vô dư Niết Bàn là tất cả chúng sanh này vốn có Hiện nay họ mê mà không ngộ Chỉ cần có thể tiếp thu giáo huấn của Đức Phật Tiếp thu những nguyên tắc nguyên lý mà Đức Phật dạy trong kinh điển Quý vị sẽ hiểu Tất cả phương pháp nói trong kinh điển Như vậy có thể quay đầu Có thể giác ngộ Cương lĩnh và nguyên tắc chung là Tam học giới định tuệ Học giới tu định khai trí tuệ Tam học Cần phải dùng tâm chân thành Tâm cung kính Vì sao vậy? Vì chân thành cung kính là tánh đức của ta Mình vốn là như vậy Hiện nay ta không biết cung kính Không biết chân thành Đó là do học hư đó là tập tánh Không phải bổn tánh Trong Tam Tự Kinh nói Nhân chi sơ tánh bổn thiện Không biết cung kính Không biết chân thành Nó là bất thiện Bất thiện là tập tánh Cho nên đầu tiên Phải buông bỏ tập tánh trở về với bạn tâm phật pháp giúp quý vị nâng cao cảnh giới rất nhanh đây là hưởng thụ cao nhất của đời người là thành tựu chân thật của nhân sinh Trong kinh này nói về ba loại chân thật Thứ nhất là rốt ráo chân thật Rốt ráo chân thật chính là Cổ nhân nói về bổn thiện Phật Pháp nói vốn là Phật Rốt ráo chân thật tức vốn là Phật trí tuệ chân thật lợi ích chân thật chúng ta đều có thể đạt được trí tuệ không có biên tệ đức năng cũng không có biên tệ Tướng hảo là vô lượng vô biên Nên có thể giúp ta đoạn phiền não Có thể giúp ta khai trí tuệ Có thể giúp ta thành tựu tất cả thiện pháp Đức Phật Đức Phật có năng lực độ cả chúng sanh Phải biết trí Phật chuyên chở được tất cả Chuyên chở tất cả đều nhập vô dư Niết Bàn Đây là Đại Thừa Sự chuyên chở không có giới hạn Không có biên tị gọi là quản trị Lại biết hết cùng tận tất cả các Pháp môn Nên gọi là Đại Thừa quản trị Không phải tiểu thừa đối với tất cả pháp môn bao gồm tất cả pháp thế xuất thế gian thấu hiểu cùng tầng thấu hiểu triệt để thấu hiểu viên mãn thấu hiểu triệt để Đây gọi là cung tận Gọi là đại thừa quản trí Có thể rộng khế nhập vào căn cư chúng sanh Đều được đồ thoát Ngài có năng lực này có thể khế nhập vào căn cư của tất cả chúng sanh Đều có thể giúp họ như Lai Đại Từ Đại Bi Đối với những người có duyên Đều chuyên chở họ đi vào Niết Bàn Đây là nói Đức Phật có năng lực này nhưng điều kiện nhất định phải có duyên có thể tin có thể hiểu Quang hỉ tiếp nhận giáo huấn của phật gọi là người có duyên Quý vị tiếp xúc được Phật Pháp Nhất định nâng cao cảnh giới Phật sẽ giúp chúng ta không ngừng nâng cao Đức Phật chẳng chắn không dạy chúng ta một ít Tức là bỏ quý vị Phật không như vậy chỉ cần quý vị không rời xa Ngài Nhất định Ngài sẽ giúp quý vị Duyên thành Phật Đạo Ở thế gian của chúng ta Trừ khi gặp được Đức Phật Thích Ca Nếu không gặp được Đức Phật Thì đều không thể Ở đây là nói Phật A Di Đà Ở thế giới cực lạ Nếu ta khẳng định Phật có năm loại trí tuệ này có thể không lấy ngài làm thầy ư ừ. có thể từ bỏ ngài ư ừ. có thể không học theo ngài ư ừ. không thể nếu không bằng lòng học theo ngài hoặc là đột nhiên muốn học Đột nhiên có việc cần phải ra đi Đây là do hiểu chưa đủ thấu triệt về Đức Phật Chính là ở đây nói không hiểu trí Phật Ta mới giải đãi Ta mới biến nha Mới bỏ học Nếu như thật sự hiểu Sẽ không như thế Vì sao vậy? Vì cơ hội thành tựu Đạo vô thượng bồ đề Trong đời này Chỉ có một lần Không có lần thứ hai Không thể gặp nữa Cho nên Vô cùng trân quý không cần gì cả chỉ cần học phật đây là thật không phải giả hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây nam mô an di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật